chào các bác nhé. Thì hôm nay em sẽ test thực tế cái con đẩy san xui SA402 này. Đấy, xem nó đánh như thế nào nhé. Chất âm như thế nào rồi. Thì em test bằng hiện tại em test bằng loa Bluetooth bass 30 loa full. Đấy, bằng cái con này. Thì trước tiên làm cái video này em xin chia sẻ với các bác một chút, đó là một tin vui. Đó là nhằm tri ân những các bác đã ủng hộ em trong thời gian vừa qua, cũng đã rất là nhiệt tình trong những chuyện ngoài lề nữa. Thì đây như hôm nay em cũng xin thông báo luôn, đó là riêng cái lô đẩy san xui này, san xui SA402 này, một lô cực kỳ đẹp luôn, rất là đẹp. Em sẽ bán giá nhằm tri ân, bán giá gần như là hòa vốn để nhằm tri ân các bác đã ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Đấy, thì bác nào có nhu cầu thực sự liên hệ với em, là giá em bán công khai đó là 3,5 triệu, 3,5 triệu các bác nhé, 3,5 triệu. Và em chưa bao ship đấy, đối với bác nào ở gần thì có thể lên lấy, các bác ở xa thì mất thêm 100.000 ship nữa, thì các bác mất thêm chỉ tiền ship cho em, thì em sẽ bán giá gần như là hòa vốn đấy. Và em nhắc luôn, lô đẩy này của em về rất là đẹp và số lượng cũng khá là nhiều, nên các bác hoàn toàn yên tâm, ai có phần cả. Những bác nào mà đã là khách hàng của em và những người đã luôn sát cánh cùng em trong thời gian vừa qua thì luôn luôn sẽ có hàng, các bác yên tâm. Những bác nào chưa có điều kiện để lấy được luôn thì có thể liên hệ với em để đặt hàng và giữ, để em giữ hàng lại cho các bác. Đấy. Thì lô đây các bác đã nhìn qua đây, hầu như chiếc nào cũng vậy, rất là đẹp, đẹp hoàn hảo luôn. Đấy, nói về chất âm của thằng San Xui thì em không chê được rồi. Đây là dùng mạch Class D. Đấy các bác ạ, Class D là chất âm cực kỳ sáng. Nhá, chất âm của cái dòng đấy là rất là sáng vào trong. Đấy. Thì em trước thì bây giờ em sẽ test cho các bác. Thì như lần những video trước em đã nhắc các bác rồi. Đôi cái đẩy này em sẽ khuyến khích các bác ghép với hai cặp bát 25. Đấy, hai cặp bát 25 hoặc một cặp loa full 30. Đấy, hoặc một cặp loa full 30. Hoặc là nếu mà các bác muốn ghép hai đôi loa full 30, hai đôi 30 thì các bác nên ghép loa nằm bác nhá. Thì ghép loa bát 30 loa nằm. Đấy, loa treo thì nó sẽ hợp hơn. Nhưng không nên ghép hai đôi loa full này. Đấy, bởi vì loa full này công suất nó rất là lớn. Cái côn và cái từ rất là to, thì nên là chúng ta không nên ghép vào. Ghép vào cũng được nhưng mà cái bát nó không được uy lực, nó không được đánh hết được cái phần bát của nó. Đấy, thì cái đẩy này rất là hợp với gia đình mình luôn. Mình ghép đến một cái vang đã rất là đẹp, cực kỳ đẹp, kiểu dáng cực kỳ sang trọng và xà xịn, rất hiện đại, có màn hình LCD nữa, nên các bác hoàn toàn yên tâm. Do là điện thoại nó không canh được cái nét của cái màn hình nên là nó không thay được số. Thì ban ngày các bác đã thay số rồi, đêm thì em quay bóng ánh nắng điện nên là nó không thay được cái số trong đây. Đây các bác thấy đấy. Đây được cái số đây. Thì đây màn hình LCD. Đấy các bác thấy rất là đẹp, rất là sáng luôn. Thì đây là test luôn cho các bác nghe. Đấy. Đó làm cái việc này rất là tốt luôn. Tất cả những dòng đấy có San Xui chúng ta đã biết rồi. San Xui nó chuyên về một dòng nghe nhạc, chính như vậy những gì đó về âm thanh thì đã đúng là một cái gì đó là đúng chất của hãng luôn, chuyên ngành của hãng rồi. Chúng ta hoàn toàn yên tâm chất âm. Bát khá là sâu, bát cũng rất là lực nhé, nó không hề yếu, không hề yếu, rất hợp cho gia đình mình luôn. Đương nhiên là những dòng đấy chúng ta không thể so sánh với những dòng đấy châu bò này, những dòng đấy như em đã nói, dòng đấy là công suất lớn. Có thể công suất lớn ta đừng đánh cho đi làm show được, và những phòng karaoke thì đó là những đồng đội nó công suất lớn thì chúng ta không thể so sánh những lời đấy đó. Nhưng mà so sánh chúng ta đây là nhu cầu chúng ta dùng gia đình thì một cái đấy này hoàn toàn rất là hợp lý, công suất nó vừa phải, nó không quá lớn, nó không quá lớn. Đấy, nhạc nó sạch, những dòng đấy này nhạc rất là sạch và chi tiết, hoàn toàn là hợp gia đình mình ghép cái đồng loa nào cũng được, nó không thể kén loa các bác nhé. Đấy, cứ miễn là loa công suất nó hợp, đừng có công suất lớn quá thì nó rất là hợp. Và đặc biệt những đôi loa này chúng ta hoàn toàn thành cái đẩy này chúng ta ghép hoàn toàn với hai đôi 25 để hát gia đình thì cực kỳ hoàn hảo luôn và kiểu dáng là sang trọng đấy. Và như em nhắc lại nhé, cái dòng đẩy này em bán công khai hiện tại
là 3.500.000 3.500.000 và hoàn toàn chữa bao zin 100% cho bác. Hàng rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp chứ không phải đẹp tầng ạ. Rất là đẹp, hàng đẹp nước mát luôn, không hề có. Đây là cái lô đấy, có thể nói là đẹp nhất, trừ trước cái này em lấy đấy, các bác cần nhìn từng góc đây. Đấy. 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 Rất là đẹp, rất đẹp đúng không ạ, thiết kế sang trọng đấy. Rất đẹp luôn. Các bác nhìn qua lần nữa. Là chắc, rất là chắc và sâu. Đấy, hoàn toàn không bị vỡ bát. Hoàn toàn đồng đúc đậy cực kỳ hay, rất là hay luôn. Thì bác nào yêu cầu mua cái này thì liên hệ với em nhé. Và số điện thoại 0903 040590 hoặc 0966 040590. Số điện thoại em mới ghi ở trên góc màn hình của video, chính là các bác để ý và liên hệ với em nhé. Rất hân hạnh được.